Sáng 23 tháng 5 tại Phú Thọ, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn công tác Bộ Quốc phòng, đến kiểm tra và làm việc tại quân khu 2 về công tác quân sự quốc phòng, tập trung công tác hậu cần, đầu tư xây dựng cơ bản. Tham dự có Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh quân khu 2, cùng đại biểu một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và cấp ủy chỉ huy các cấp đã lãnh đạo chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu và chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang quân khu được nâng lên, các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Lực lượng vũ trang quân khu luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đối với công tác hậu cần, Quân khu 2 đã chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mặt công tác theo chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng, bảo đảm đầy đủ kịp thời cho lực lượng vũ trang quân khu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Các mặt bảo đảm hậu cần thường xuyên đều đạt các chỉ tiêu đề ra, đời sống của bộ đội luôn được giữ vững ổn định, có nhiều cải thiện. Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản thì các công trình đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả đầu tư, cơ sở vật chất doanh trại từng bước chính quy. Các chương trình mục tiêu quốc gia đã thực hiện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt, điều kiện thực tế và nhu cầu của địa phương trên địa bàn vùng dự án. Phát biểu kết luận, Thượng tướng Vũ Hải Sản đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng của quân khu 2, trong đó có công tác bảo đảm hậu cần, đầu tư xây dựng cơ bản Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và cấp ủy chỉ huy các cấp tiếp tục chỉ huy lãnh đạo cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình an ninh chính trị tuyến biên giới và địa bàn trọng điểm, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, bảo đảm công tác hậu cần sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ chiến sĩ, chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo đảm tốt sức khỏe cho bộ đội. Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu quân khu 2 và các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy hoạch, bảo đảm mang lại hiệu quả cao trong quá trình đưa vào sử dụng, đúng với mục tiêu, nhu cầu góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng cơ sở của đơn vị, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển chung của quân đội.